Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 4. Tiếng Anh lớp 8. Unit 4. Ethnic groups of Vietnam. A closer look to. Đầu tiên, các em hãy cùng cô đọc một số từ vựng sau đây. Boarding school. Average. Technique. Arch. Enrich. Plantation. Water wheel. Relaxation. Entertainment. Leisure. Pick. Wilderness. Đó là về phần từ vựng. Còn đối với cấu trúc trong bài này thì các em có sử dụng về câu hỏi yes no. Khi muốn chuyển từ câu khẳng định sang câu hỏi yes no thì chúng ta sẽ thực hành như sau. Thứ nhất là đối với động từ to be thì đối với động từ này các em chỉ cần đảo động từ to be lên đầu câu. Chúng ta hãy thay đổi chủ ngữ tính từ sở hữu hoặc là đại từ sở hữu nếu như cần thiết. Và đặc biệt chúng ta phải lưu ý là các em sẽ đổi ngôi thứ nhất thành ngôi thứ hai. Ví dụ như là chủ ngữ I, we, chúng ta sẽ đổi thành you. Về tính từ sở hữu, my sẽ là your, me sẽ đổi thành you, mine sẽ là yours. Và các ngôi còn lại thì chúng ta giữ nguyên. Phần thứ hai là đối với động từ thường, các em phải mượn trợ động từ để đảo lên đầu câu. Và đặc biệt chú ý vào phần chủ ngữ và thì của động từ. Phần thứ ba là đối với động từ khuyết thiếu thì các em sẽ được đảo trực tiếp động từ khuyết thiếu lên đầu câu. Ở trong bài học này các em còn sử dụng câu hỏi WH questions là câu hỏi có từ để hỏi. Thì chúng ta có các từ là why, vì sao, what, cái gì, when, khi nào, where, ở đâu, hoặc là từ how, như thế nào, which, người nào hay là cái nào. Để rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng thực hành trong bài các bạn nhé. Ở bài tập số 1, chúng ta sẽ thực hành là đổi các câu sang câu hỏi yes, no. Đầu tiên các em hãy xem ví dụ. The farmers are harvesting their crops in the fields. Những người nông dân đang thu hoạch vụ mùa của mình trên cánh đồng. Trong câu này sử dụng động từ to be are và nó ở thì hiện tại đơn. Như vậy đối với to be thì như hồi nãy cô hướng dẫn là các em được đổi trực tiếp động từ to be lên đầu câu. Chúng ta sẽ đổi are lên đầu câu. Chủ ngữ này nó rơi vào chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều, farmers, cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên chủ ngữ. Và những thành phần còn lại của câu thì chúng ta cũng để nguyên. Như vậy các em sẽ được câu hỏi yes no đó là Are the farmers harvesting their crops in the fields? Những người nông dân thì đang thu hoạch vụ mùa của họ trên cánh đồng phải không? Bây giờ các em sẽ lần lượt làm các câu. Câu số 1. Women play an important role in a Zarai family. Phụ nữ thì đóng một vai trò quan trọng ở gia đình của người Zarai. Ở câu này chủ ngữ là women, ngôi thứ ba số nhiều. Động từ là động từ play, là động từ thường. Ở thì hiện tại đơn các em sẽ mượn trợ động từ là do đảo lên đầu câu, sau đó đến chủ ngữ và đến động từ chính và các thành phần còn lại của câu. Và chúng ta sẽ được câu hoàn chỉnh là Do women play an important role in a Zarai family? Những người phụ nữ thì đóng một vai trò quan trọng ở những gia đình của người Zarai đúng không? Câu số 2. Mozart is a popular folk dance of the Thai people. Múa sạp là một điệu múa dân gian phổ biến của người Thái. Thì ở đây chúng ta thấy động từ to be is ở thì hiện tại đơn. Các em chỉ cần đảo cái từ is này lên đầu câu. Và chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, cho nên là ở ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ để nguyên, không cần phải thay đổi. Và chúng ta được câu hỏi yes no là Is múa sạp a popular folk dance of the Thai people? Múa sạp là một điệu múa dân gian phổ biến của người Thái phải không? Câu số 3. We didn't have boarding schools for minority students in 1950. Chúng ta đã không có những ngôi trường nội trú cho các bạn học sinh người dân tộc thiểu số vào năm 1950. Ở câu này là thì quá khứ đơn của động từ thường và chủ ngữ là ngôi thứ nhất số nhiều, chủ ngữ là we. Vậy thì chúng ta cần phải đảo trợ động từ did lên đầu câu, sau đó đến chủ ngữ. Và các em thấy như cô hướng dẫn hồi nãy thì đối với chủ ngữ I hoặc là chủ ngữ we thì chúng ta sẽ đổi thành chủ ngữ you. Cho nên sau trợ động từ did sẽ là chủ ngữ you và động từ nguyên mẫu have. Còn lại thì chúng ta sẽ viết lại cái phần câu đã cho. Và các em được câu hoàn chỉnh là Did you have boarding schools for minority students in 1950? Các bạn có những trường nội trú cho học sinh người dân tộc thiểu số vào năm 1950 không? Câu số 4. I attended the Ban Flower Festival in Điện Biên last year. Tôi đã tham dự
lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên vào năm ngoái. Thì các em thấy ở đây chủ ngữ là I và động từ thường ở thì quá khứ đơn, đó là động từ attended. Vậy thì chúng ta cũng phải mượn trợ động từ để đảo lên đầu câu. Chủ ngữ là I thì chúng ta sẽ đổi thành chủ ngữ you. Động từ này thì các em đưa về dạng nguyên mẫu, chúng ta bỏ ed đi, nó sẽ là attend, là động từ nguyên mẫu. Và các em viết lại những cái thành phần còn lại của câu. Did you attend the Ban Flower Festival in Điện Biên last year? Bạn đã tham dự vào lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên vào năm trước phải không? Và câu số 5. We will watch a documentary about the Khmer. Chúng tôi sẽ xem phim tài liệu về người Khmer. Vậy thì ở đây các em thấy chủ ngữ là we. Sau đó đến từ will và động từ nguyên mẫu watch. Như vậy đây là thì tương lai đơn. Đối với thì tương lai đơn thì các em chỉ cần đảo cho cô will lên đầu câu. Và chủ ngữ we này thì nó sẽ biến thành chủ ngữ you. Và sau đó là động từ nguyên mẫu. Will you watch a documentary about the Khmer? Bạn sẽ xem cuốn phim tài liệu về người Khmer phải không? Chúng ta làm bài tập số 2 với yêu cầu chọn từ để hỏi đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Câu số 1. Chúng ta còn thiếu từ để hỏi trong câu hỏi. Do you like best about Sapa? Và chúng ta hãy để ý vào câu trả lời. I like its local markets best. Tôi thích nhất những phiên chợ địa phương ở đó. Vậy thì trong câu hỏi phải là bạn thích nhất về cái gì ở Sapa? Thì chúng ta có hai từ để hỏi để lựa chọn, đó là why và what. Như vậy các em phải chọn cho cô phương án B. Câu số 2. Can we find the most beautiful terrace fields? Và câu trả lời là in Mukang Chai. Hai từ để hỏi là when và where. Như vậy câu hỏi sẽ là chúng ta có thể tìm được những ruộng bậc thang đẹp nhất ở đâu? Cho nên các em sẽ chọn cho cô câu B. Câu số 3. Is the Ban Flower Festival? It's in spring. Và hai từ để chúng ta lựa chọn là when và why. Câu trả lời là đó là vào mùa xuân. Như vậy thì câu hỏi của chúng ta phải là lễ hội Hoa Ban là khi nào? Cho nên kem sẽ chọn A. Câu số 4. Town is an average stilt house. Và câu trả lời about 5 to 6 meters tall. Chúng ta có hai từ để hỏi how và what. Khoảng 5 đến 6 mét. Cao khoảng 5 đến 6 mét. Như vậy thì câu hỏi của chúng ta phải là một căn nhà sàn trung bình thì cao bao nhiêu? Cho nên chúng ta sẽ sử dụng cho cô là how. How tall là cao bao nhiêu? Và câu số 5. Festival is more important for the king, the mid-autumn or the lunar new year? Câu trả lời là the lunar new year là Tết Nguyên Đán. Như vậy thì câu hỏi của các em phải là lễ hội nào là quan trọng nhất đối với người kinh? Đó là lễ hội Trung Thu hay là lễ hội năm mới? Như vậy trong hai từ để hỏi này thì chúng ta sẽ sử dụng là which, có nghĩa là cái nào, cái gì. Which festival là lễ hội nào? Bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển qua bài tập số 3. Ở bài tập này thì các em sẽ lựa chọn là countable nouns hoặc là uncountable nouns cho những từ gạch chân. Có nghĩa là chúng ta sẽ xác định xem những từ gạch chân này nó là danh từ đếm được hay là danh từ không đếm được. Nếu như để chúng ta phân biệt về danh từ đếm được và không đếm được thì cô có riêng một video bài dạy để hướng dẫn cho các em cụ thể, rõ ràng và đầy đủ nhất về danh từ đếm được và không đếm được. Thì đối với video này, cô sẽ ghim ở phần bình luận. Các em phải mở cái video đó ra và chúng ta thực hành để học về bài danh từ đếm được và không đếm được trước. Sau đó thì các em mới thực hành làm bài số 3 các bạn nhé. Chúng ta có là countable là đếm được và uncountable là không đếm được. Thì trong phần này chúng ta sẽ viết tắt là chữ C là viết tắt của countable, hoặc là chữ U là viết tắt của uncountable. Các em sẽ xác định xem là những từ gạch chân trong đoạn văn này nó là danh từ đếm được hay là không đếm được, countable hay là uncountable. Some minority groups are farmers. Thì ở đây chúng ta có danh từ là groups. Danh từ này các em thấy là nó có thêm S ở phía sau, như vậy nó là danh từ đếm được. Và tại sao thì chúng ta hãy nhớ học trong video mà cô vừa nói nhé. Cho nên ở đây các em sẽ điền vào đây cho cô là chữ C, có nghĩa là countable. They do not have much land and they use simple farming techniques. Thì trong câu này chúng ta có danh từ land. Các em thấy là nó không có S phía sau và đặc biệt là đằng trước nó chúng ta thấy có từ là much. Much land có nghĩa là nhiều đất. Thì đi với danh từ mà đi với từ much sẽ là danh từ không đếm được. Các em sẽ viết vào đây cho cô chữ you, có nghĩa là uncountable. After finding an area for a garden, the men cut the trees down and burn them. Ở đây chúng ta có danh từ area.
thì danh từ này có ẩn đứng trước, có nghĩa là một vùng hay là một nơi gì đó. Vậy thì danh từ này là danh từ đếm được. Chúng ta sẽ viết cho cô chữ C, đó là countable. Và ở vị trí số 4, chúng ta có danh từ trees. Danh từ này thì được thêm S, chắc chắn nó là danh từ đếm được rồi. Đây là danh từ đếm được số nhiều. Các em sẽ viết vào đây là C, countable. The arch they collect helps enrich the soil. Ở câu này chúng ta có danh từ arch. Nó không có S ở phía sau, nó cũng không có lượng từ ở phía trước. Chúng ta thấy động từ thì là helps, là động từ thường thêm S. Và chúng ta hãy dựa vào cái ngữ cảnh của nó nữa. Câu này có nghĩa là tro mà họ thu lượm được thì sẽ làm màu mỡ cho đất. Chúng ta cũng có thể làm phép thử và đếm thử, thì các em thấy là không thể đếm được với danh từ này. Chúng ta sẽ điền vào đây cho cô là you, có nghĩa là uncountable. They then grow a few crops like rice and corn. Thì câu này chúng ta có danh từ crops là danh từ thêm S, và phía trước nó lại có a few, cho nên nó là danh từ đếm được số nhiều. Các em sẽ viết chữ C, đó là countable. Các em hãy xem nội dung của đoạn văn. Một vài dân tộc thiểu số thì họ là nông dân, họ không có nhiều đất và họ sử dụng những phương pháp canh tác đơn giản. Sau khi mà họ tìm được vùng đất để trồng cấy thì những người đàn ông chặt những cái cây đi và họ đốt chúng. Phần tro mà họ thu được thì để làm màu mỡ cho đất. Sau đó thì họ trồng một số loại cây như là lúa và ngô. Chúng ta cùng làm bài tập số 4 với yêu cầu điền vào mỗi chỗ trống với a hoặc là much, many, a little hoặc là a few. Trước khi điền thì chúng ta có thể xem lại để nhớ lại cho cô cách sử dụng và ý nghĩa của các từ và cụm từ này. Chúng ta có từ a có nghĩa là một, thì nó đứng trước danh từ đếm được số ít. Many là nhiều, nó đứng trước danh từ đếm được số nhiều. A few là một vài, nó đứng trước danh từ đếm được số nhiều. A little là một ít, thì nó đứng trước danh từ không đếm được. Và cuối cùng là từ much, nó có nghĩa là nhiều, và nó đứng trước danh từ không đếm được. Câu số 1. My uncle has coffee plantation in Kon Tum. Chú của tôi có một đồn điền cà phê ở Kon Tum. Thì ở đây các em thấy là coffee plantation, nó là danh từ không có S ở phía sau. Chúng ta sẽ điền vào đây cho cô là ơ các bạn nhé, là một đồn điền cà phê. Câu số 2. Đầu tiên chúng ta có từ để hỏi là từ how. Ethnic groups live on the Hoàng Liên Sơn Mountain Range. Câu này có nghĩa là có bao nhiêu dân tộc thiểu số sống ở dãy núi Hoàng Liên Sơn. Vậy thì các em để ý vào danh từ là groups. Đây là danh từ được thêm S. Như vậy nó là danh từ đếm được số nhiều. Thì đương nhiên chúng ta phải dùng với là many. How many có nghĩa là bao nhiêu, và sau đó là một danh từ đếm được số nhiều. Câu số 3. There are only water wheels left in my village. Chỉ còn lại là bao nhiêu cái guồng quay nước ở trong làng tôi. Vậy thì các em thấy danh từ water wheels, đây là danh từ đếm được số nhiều, bởi vì nó có S ở đây. Mà chúng ta lại để ý vào phía trước, các em thấy là only là chỉ, có nghĩa là chỉ có bao nhiêu, nó không phải là nhiều. Danh từ này đếm được số nhiều, nhưng mà nó không phải là nhiều guồng quay nước, mà nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Vậy thì nhìn vào các từ bên trên, chúng ta sẽ chọn cho cô là a few các bạn nhé. A few water wheels có nghĩa là chỉ có một vài guồng quay nước. Câu số 3 là chỉ còn lại một vài guồng quay nước trong làng tôi. Câu số 4. You should add more water to your noodles. It's a bit dry. Bạn nên thêm bao nhiêu nước đó vào trong mì. Nó hơi bị khô. Thì ở đây chúng ta hãy để ý vào cho cô là more water. Water là một danh từ không đếm được. Chúng ta cũng để ý đến tình huống của câu. Như vậy thì mì hơi bị khô thì chúng ta chỉ thêm một ít nước thôi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cho cô là a little. Và từ này thì nó dùng với danh từ không đếm được. Em sẽ điền vào đây. A little more water là thêm vào một ít nước nữa. Và câu số 5, chúng ta có từ để hỏi là how. Information about the Vân Kiều have you collected? Bạn đã thu thập được bao nhiêu thông tin về người Vân Kiều rồi? Vậy thì ở đây chúng ta thấy danh từ information là danh từ không có S ở phía sau. Nó là danh từ không đếm được. Chúng ta sẽ điền vào đây cho cô là much. How much information là bao nhiêu thông tin? Ở hoạt động số 5, chúng ta sẽ có một trò chơi, Word Games, đó là trò chơi về từ vựng. Các em sẽ làm việc theo nhóm, nghĩ về 6 danh từ liên quan đến mỗi chủ đề dưới đây. Trong đó thì 3 danh từ là đếm được và 3 danh từ là không đếm được. Nhóm nào mà đạt được 6 danh từ đúng và nhanh thì nhóm đó sẽ chiến thắng. Và hai chủ đề đó là Leisure Time, là thời gian rảnh, và Living in the Mountains, là cuộc sống ở miền núi.
Các em có thể tham khảo nội dung sau đây. Đây là phần gợi ý của sách giáo khoa. Với chủ đề là Leisure Time, chúng ta sẽ có 3 danh từ đếm được như sau. Hobbies, sở thích, activities, những hoạt động, games, trò chơi. Đối với uncountable nouns là những danh từ không đếm được, thì các em có các từ sau đây. Relaxation là sự thư giãn, entertainment, sự giải trí, và leisure là sự rảnh rỗi. Và đối với chủ đề tiếp theo là living in the mountains, là cuộc sống ở miền núi. Chúng ta có 3 danh từ đếm được như sau. Steel houses, nhà sàn, gongs, cồng hay là chiêng, peaks, đỉnh núi. Và 3 danh từ không đếm được đó là scenery, phong cảnh, fresh air, không khí trong lành, wilderness là vùng hoang dã. Đó là một số từ cho các em tham khảo ở bài tập số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. A Closer Look 2 của bài số 4. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.